Thời gian gần đây, khi hỗ trợ cho các kênh trong BBTV, một phút quảng cáo nhé, BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Khi hỗ trợ cho các kênh trong BBTV, các bạn YouTuber thường xuyên phản hồi rằng không thể thực hiện được ở trong Creator Studio, tức là trong cái bảng điều khiển cũ. Tuy nhiên, khi mình đề nghị các bạn chuyển sang sử dụng YouTube Studio thì các tính năng mà mình nói lại được xử lý một cách dễ dàng và rất là mượt mà. Rõ ràng, cái công cuộc di rời của YouTube từ phiên bản cũ, tức là Creator Studio, sang phiên bản mới YouTube Studio đang được thực hiện ngày càng ráo riết. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số tính năng mới cập nhật trong YouTube Studio kể từ cái video lần trước mà mình sẽ để ở đây, là video được mình làm chi tiết, hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng YouTube Studio bảng điều khiển mới của YouTube. Xin chào các bạn, đến với kênh Việt YouTubers. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của YouTubers, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Những cập nhật mới của YouTube Studio, như mình đã nói trong cái video lần trước về hướng dẫn sử dụng YouTube Studio, cái này lúc mới cũng như tất cả những thứ mới mà mình dùng thôi, mình rất là khó chịu, làm nó rất là chậm. Nó giống như nếu các bạn so sánh cái Creator Studio là cái xe đạp thì cái YouTube Studio này là cái xe máy, là cái ô tô. Mới đầu các bạn phải đi tập ở loanh quanh ở trong sân, ở trong bãi tập, các bạn phải đi chậm, các bạn không không thực hiện được công việc. Trong khi đó, một kênh bạn của mình chẳng hạn, người ta đi dùng Creator Studio như là cái xe đạp, người ta vẫn đi bình thường, người ta đi xa, người ta bỏ cách mình một đoạn. Tuy nhiên, các bạn cứ tưởng tượng một năm sau nữa, cái con đường nó rõ ràng ở đằng trước rồi, YouTube đã nói rồi, trong năm 2019 này người ta chắc chắn người ta sẽ chuyển tất cả chúng ta sang YouTube Studio và không sử dụng cái bản cũ Creator Studio nữa. Thì giống như xe đạp chắc chắn sẽ bị cấm không sử dụng nữa. Đến lúc đó tất cả mọi người phải đi xe máy. Lúc đó bạn cứ tưởng tượng là bạn đi xe máy thành thạo rồi thì cái kênh của bạn mình lại phải quay lại tập sử dụng YouTube Studio, đúng không? Lúc đó mình đã đi băng băng đến đâu rồi? Đó là điều chúng ta nên suy nghĩ. Mỗi khi mà chúng ta thấy khó chịu, chúng ta thấy khó khăn khi sử dụng YouTube Studio. Một số cập nhật mới như sau. Thứ nhất là đây, để mình mở cái Studio mới luôn ra. Các bạn nhìn cho nó dễ. Thì ngoài việc mà giới thiệu các tính năng mới này thì song song mình cũng sẽ hướng dẫn cách sử dụng, hướng dẫn cho các bạn về tối ưu hóa về SEO kênh YouTube để làm sao nhanh có view nhất, nhanh lên kênh nhất, đúng không? Lấy cái nào bây giờ? Lấy cái này đi, hướng dẫn SEO YouTube Coco Melon đã tối ưu hóa như thế nào. Đây, kể từ lần trước mà mình hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng YouTube Studio có một số thay đổi. Thứ nhất là ở góc bên phải này có cái video player này. Mình không biết các bạn thế nào nhưng mà mỗi lần mình làm xong một video ấy thì mình đều phải, trong cái lúc mà mình tối ưu hóa ở trên cái màn hình này, đặt tiêu đề, mô tả, làm thumbnail, làm thẻ tag, tất cả các yếu tố tối ưu hóa này mình đều phải xem lại cái video này. Thì cái việc xem lại ấy làm cho mình biết là những cái nội dung thông tin nào mà mình đã nói ở trong video, cái gì mình còn nói thiếu, cái gì mình nhắc đến nhiều, thì dựa vào những cái đó mình tối ưu hóa ở trên cái màn hình này nó chính xác hơn, dễ dàng hơn và thuận tiện hơn, đúng không? Thì các bạn đều hiểu là hiện nay đối với YouTube mà cái việc mà nếu mà mình đưa thông tin ở trong cái phần tối ưu hóa này nó khác so với nội dung của video thì nó rất là có hại cho video, vì cái thời gian thì khán giả có thể bị nhầm lẫn, người ta đang muốn xem cái A, dựa vào cái sự tối ưu hóa của mình người ta nghĩ đó là cái A, nhưng mà khi xem
nội dung của video thực sự nó lại là cái B thì người ta dội ra ngoài ngay, và cái thời gian xem trung bình của lượt xem đó rất là thấp. Các bạn có thể nhìn thấy ví dụ như ở trong số liệu phân tích này chẳng hạn, thì ở tab thu hút người xem các bạn có thể thấy ở đây cái tỷ lệ giữ chân người xem này là cái tỷ lệ hiện tại nó rất là quan trọng. Đây ví dụ như các bạn có thể thấy ngay từ mấy giây đầu tiên là tỷ lệ khán giả bấm vào và phát hiện ra là không đúng nội dung của người ta xem mà người ta không xem nữa rất là cao, nó rất là có hại cho video. Thông thường thì một video mà muốn ăn đề xuất đấy, ở đây mình cũng tiết lộ cho bạn, một video mà muốn ăn đề xuất đấy thì cái tỷ lệ giữ chân người xem này về cuối video phải đạt được trên 50% và một vài yếu tố khác nữa trong một video khác mình sẽ nói. Ok, vì vậy cho nên là cái trình phát video ở ngay bên cạnh này nó rất là thuận tiện, sử dụng đi. Cái thứ hai, cái thay đổi thứ hai rất là quan trọng, mình thấy cũng rất là quan trọng là hiện nay các bạn có thể copy sao chép toàn bộ thẻ tag. Trước đây có một số người nói là thẻ tag không còn quan trọng trong việc tối ưu hóa video nữa, nhưng mà theo mình biết thì theo mình thấy qua làm việc với rất nhiều kênh, mỗi ngày mình làm việc với rất nhiều kênh YouTube support của Net mà, thì cái thẻ tag vẫn đang còn cực kỳ quan trọng. Mà để tăng cái khả năng bạn được đề xuất đấy, thì một trong những yếu tố là các video của bạn là liên quan đến cùng một chủ đề, mà muốn cho YouTube hiểu là các video đó liên quan đến cùng một chủ đề thì cái việc thẻ tag giống nhau là rất quan trọng. Cho nên là khi ví dụ như bạn đang làm về đề tài là hướng dẫn về SEO YouTube này chẳng hạn, bạn muốn làm tiếp một đề tài khác, một video khác cũng là hướng dẫn về SEO YouTube chẳng hạn, thì cái khả năng mà copy được thẻ tag này sang bên video khác và dán luôn vào nó cực kỳ thuận tiện và rất là quan trọng, dùng đi nha. Rồi thứ ba là cái thay đổi thứ ba là ở phần góc dưới bên phải này, YouTube đã đưa thêm vào thẻ và màn hình kết thúc. Rất là trước đây thì trong cái phần hướng dẫn kia thì mình nó đang nằm ở trong trình chỉnh sửa, hình như là trình chỉnh sửa này, và nó rất là bất tiện, mình phải vào trong đây xong rồi mình mới làm được. Trong khi đó thẻ và màn hình kết thúc là hai hai tính năng tối ưu hóa rất là quan trọng để bạn giữ chân được người xem ở trên YouTube lâu hơn, trên kênh của bạn lâu hơn. Cái việc mà bạn giữ chân người xem, một người xem nào đó không phải chỉ có một video này mà còn các video tiếp theo, đó là một tín hiệu rất tốt cho YouTube thấy rằng cái nội dung ở trên kênh của bạn rất hay. Đó là cái tín hiệu để người ta tăng đề xuất của bạn lên. Thì các bạn có thể bấm vào thẻ, nếu bạn chưa dùng thẻ, chưa dùng màn hình kết thúc thì hãy học ngay cách dùng thẻ và cách dùng màn hình kết thúc. Các bạn hãy thêm thẻ vào, thêm màn hình kết thúc vào để giữ chân người xem ở trên YouTube được lâu hơn, trên kênh của bạn được lâu hơn. Được chưa? Thay đổi. Và chỗ này cũng rất là tiện nữa là các bạn nhớ là sau khi mình đặt màn hình kết thúc chẳng hạn, thì ở ngay trên đây có nút quay lại YouTube Studio, rất là tiện, nó tự tắt cái tab kia luôn, quay trở lại cái màn hình này luôn, cực kỳ tiện lợi đúng không ạ? Thay đổi thứ tư là phòng điều khiển livestream mới. Phòng điều khiển livestream mới
Đây. Live control room mới. Ở đây. Cái link này các bạn có thể nhìn thấy cái phòng điều khiển livestream rất là mới. Nếu bạn nào chưa sử dụng livestream ở trên video của mình thì các bạn nên sử dụng đi nha. Livestream là một cách cực kỳ hữu ích để YouTube đo lường cái sự tương tác thực sự của bạn với khán giả, cộng đồng khán giả của bạn. Một cách rất là tốt để kéo giờ xem, kéo nhiều giờ xem, tăng rank của kênh. Mặc dù là những cái livestream đó theo mình nhìn thấy thì sau khi livestream xong ấy, nó xuống offline, nó trở thành video on demand, video theo yêu cầu ấy, thì cái số lượng người xem cũng rất là ít hơn. Nhưng mà trong bản thân cái thời gian livestream và sự tương tác của cộng đồng khán giả của bạn trong livestream ấy, nó tăng rank cho kênh rất là tốt, đúng không? Đây là cái livestream mới, nó đẹp hơn, nó tiện hơn, dễ sử dụng hơn so với bản cũ của Creator Studio Classic. Tất nhiên là mình cũng chưa sử dụng cái này tại vì mình vẫn sử dụng cái Streamlabs này, OBS này để làm việc với các bạn. Tại vì bản chất của cái kênh của mình là mình cần sử dụng cái màn hình để mình nói rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều chi tiết. Nó hơi khó tưởng tượng nha các bạn. Ok. Rồi. Thay đổi thứ 5 là ở comment section. Phần bình luận. Phần bình luận thì mình cũng đã nói từ trước là phần bình luận nhận xét ở đây YouTube để riêng ra ở góc bên này. Cái này rất là có lợi để bạn có thể nhìn thấy các cái bình luận ngay lập tức. Bạn có thể một comment nào hay, bạn có thể ghim nó vào ngay lập tức từ trên màn hình này và làm các động tác khác, loại bỏ báo cáo, ẩn người dùng khỏi kênh, vân vân, đúng không? Các bạn lưu ý là sau cái vụ bê bối về ấu dâm của YouTube vừa rồi thì YouTube đã nói rõ là nhà sản xuất nội dung, tức là mình ấy, YouTuber ấy, phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ xuất hiện ở trên kênh của mình. Bạn đừng nghĩ rằng là comment là của người khác, của kênh khác thì mình không phải chịu trách nhiệm, mình không phải quản lý. Thực ra là mình phải quản lý hết, mình phải cài đặt chặn những từ khóa, tự động chặn những cái từ khóa mà nhạy cảm. Nếu không thì kênh của mình nhiều khi bị tắt oan, đúng không? Bị gậy cộng đồng rất là oan uổng, bị tắt kênh rất là oan uổng. Đó cũng là chính là một trong những lý do tại sao mà mình phải làm một cái video gọi là tại sao sắp chéo lại nguy hiểm cho kênh của bạn. Tại vì cái số lượng của các bạn vào kênh của mình xong rồi kêu gọi sắp chéo nó quá lớn. Mà sắp chéo là một trong những từ khóa cực kỳ nhạy cảm, và mình không muốn cái kênh Việt YouTubers này của chúng ta, cái nguồn thông tin mà mình đang muốn chia sẻ với tất cả các bạn YouTubers Việt Nam, bị gián đoạn giữa chừng, đúng không ạ? Đó là một số thay đổi mới của YouTube Studio. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo.